Hey, hello các bạn. Chào mừng các bạn, là Dũng Minh. Mình sẽ bùng lép đến từ làng Hồ Workout. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bài tập mà các bạn cần phải tập để có thể đạt được handstand push-up như mình các bạn nha. Let's go. Ok, và để bạn có thể làm được khi đó trồng chuối hay gọi là handstand push-up, bạn cần phải thuần thục hai yếu tố sau đây. Một, đó chính là thăng bằng. Thì về thăng bằng này, nó liên quan tới trồng chuối hay là handstand. Mình đã làm rất rõ, rất kỹ trong cái clip hướng dẫn handstand trong vòng 10 phút. Các bạn có thể xem qua cái clip đó để hiểu rõ kỹ hơn. Và nếu bạn làm biếng xem, thì mình sẽ chia sẻ lại ba cái yếu tố ngắn gọn, đơn giản để bạn có thể làm được trồng chuối. Một, đó là cách cảm nhận bàn tay khi bạn trồng chuối. Hai, bạn phải giữ được cái người mình thẳng bằng cách là tập hollow rock thật thuần thục. Và ba, để giữ được cái thẳng người thì yếu tố khớp vai linh hoạt là cái không thể thiếu. Nếu bạn cảm thấy bạn bị thiếu một trong ba yếu tố này thì chắc chắn bạn sẽ không giữ được handstand từ 15 tới 30 giây. Thì không giữ được handstand ngon lành thì chưa thể có thể làm được handstand push-up các bạn ha. Thì đó là yếu tố thăng bằng. Và ở trong cái clip này mình sẽ tập trung chính vào yếu tố thứ hai, đó chính là sức mạnh. Chúng ta sẽ xây dựng sức mạnh cho vai của các bạn để bạn có thể đẩy được toàn bộ trọng lượng cơ thể của các bạn ha. Let's go. Ok, và trước khi chúng ta đi vào xây dựng sức mạnh cho cái handstand push-up thì bạn cần phải nhớ một cái điều, đó là kỹ thuật của hít đất trồng chuối. Và cái này nó sẽ theo bạn suốt trong quá trình tập luyện luôn các bạn ha. Đó chính là khi bạn đẩy lên thì cùi chỏ bạn không hướng ra ngoài. Cái này nó cũng là kỹ thuật của việc hít đất tối ưu các bạn. Thì khi bạn đẩy lên bạn không đưa cùi chỏ ra ngoài các bạn. Nó không phải là kiểu vậy, mà nó phải là như vậy. Chưa? Nó phải là đẩy lên sao cho cùi chỏ của bạn nó vẫn hướng về eo. Tại vì nếu như bạn hướng ra ngoài thì nó sẽ tăng áp lực lên khớp, đặc biệt là cổ tay, cùi chỏ và vai. Nó sẽ rất là dễ gây chấn thương. Đó cũng là lý do tại sao trong cái clip này bạn sẽ không bao giờ thấy mình tập cái bài tập gọi là hít đất trồng chuối mà lưng dựa vào tường các bạn ha. Cái này mình giải thích ở phần sau cái clip. Thôi, bạn nhớ giúp mình cái điều đó. Khi handstand push-up đẩy lên, cùi chỏ lúc nào cũng phải khép lại. Ok. Thôi, và bài tập đầu tiên để giúp các bạn xây dựng sức mạnh cho khớp vai cơ bản nhất nếu bạn là hoàn toàn người mới từ con số 0 thì đó chính là hít đất. Nếu bạn chưa biết cách chia bài luôn thì hãy xem lại clip cách chia bài hít đất, mình đã làm rất kỹ rồi bạn ha. Khi bạn đã hoàn thành được cái cách chia bài đầu tiên dành cho người mới trong cái clip hít đất đó, mình sẽ tới với level tiếp theo để giúp các bạn có thể tập được hít đất trồng chuối, đó chính là bài pie push up. Rồi, cái bài pie push up này cái form nó cũng phải tuân theo cái quy tắc mà hồi nãy mình mới chia sẻ, đó là cùi chỏ khép lại. Thì pie push up nó sẽ giống như vậy các bạn. Ok, thì đó chính là bài đầu tiên, chính là pie push up. Thì bài này kỹ thuật cần lưu ý gì các bạn? Nó sẽ cần lưu ý điểm sau. Một là cùi chỏ, bạn có thể thấy mình sẽ không hít đất pie push up kiểu này các bạn. Giờ mình sẽ không làm kiểu này, tại vì nó sẽ rất dễ chấn thương. Cái thứ hai, khi bạn xuống á, mình không có xuống vậy, mà là mình đổ người tới phía trước. Bạn hãy tưởng tượng phía trước mặt mình đổ người tới phía trước, sao cho cái cẳng tay này các bạn, cẳng tay lúc nào nó cũng sẽ về vuông góc với mặt đất. Bạn thấy không? Khi mình hít đất pie push up nè, cẳng tay mình vuông góc với mặt đất và khép lại, không có xòe ra mà khép lại và đẩy lên. Khi các bạn đẩy lên, chúng ta đẩy về phía sau, không có đẩy lên trên các bạn. Mình không có đẩy về phía này, đây là đẩy về sau nè, xuống, đẩy về sau, chứ không phải là xuống và đẩy lên vậy các bạn, không phải là vậy. Chưa? Thì đó là những điều là cần lưu ý. Và nếu như bạn muốn cái pie push up của mình nó đẹp mắt hơn, nó hiệu quả hơn, thì bạn sẽ cần phải giãn đùi sau thì chúng ta mới có thể thẳng chân được. Bạn thấy không? Tại vì nếu như bạn không giãn đùi sau á thì bạn sẽ không thẳng chân được giống vậy. Chưa? Đó. Và nhớ một điều nữa cực kỳ quan trọng khác, luôn giữ hollow rock
trong lúc tập luyện. Tại vì nếu bạn không giữ hô hấp, bạn sẽ tạo thành một cái thói quen xấu. Sau này bạn lên những cái level cao hơn, nó sẽ ra là banana handstand, tức là chồng chuối và cong vòng, thì nó cũng sẽ không đẹp mắt lắm các bạn ha. Ok, và sau khi bạn đã thực hiện được ngon lành từ 10 đến 15 rep 5 push up cho 3 đến 5 hiệp thì chúng ta có thể hoàn toàn đủ sức để chúng ta lên được level cao hơn. Đó chính là elevated 5 push up, tức là bạn sẽ đưa chân của mình lên cao hơn. Thì khi bạn đưa chân lên cao hơn thì trọng lượng dồn vào vai, áp lực tăng lên vai, nó sẽ nặng hơn so với 5 push up các bạn nha. Kỹ thuật tương tự bạn chỉ cần làm giống như sau. Để chân lên cao, ở đây mình coi ghế giúp bạn. Rồi, điều đầu tiên nè, bạn vào vị trí giống như hít đất. Ok, các bạn nâng mông cao lên, bước vô, sao cho mông của mình là điểm cao nhất các bạn, cái hông của mình là điểm cao nhất. Các bạn không có võng lưng cũng vậy, các bạn phải hold lock lại này ha. Rồi, thực hiện bài tiếp theo, đó là elevated 5 push up. Kỹ thuật tương tự, đổ người tới phía trước, đẩy về sau, đổ người tới phía trước, đẩy về sau, đổ tới phía trước, đẩy về sau. Rồi bạn sẽ ý là nếu mình không dùng hold rock, nếu bạn không hold rock nó sẽ giống vậy các bạn. Đẩy phía trước. Nếu bạn không hold rock nè, đây là hold rock, đây là không hold rock nè, các bạn thấy không? Khác nhau thấy không? Đó. Đó là bài thứ hai để bạn có thể bắt đầu cái con đường handstand push up của mình. Thì bài này kỹ thuật không khác gì 5 push up. Các bạn chỉ cần nắm rõ kỹ thuật của 5 push up, khép cùi chỏ, hold rock, nhón chân và đẩy về phía sau, khi các bạn đẩy lên là ok. Và nếu bạn đã xong bài này rồi thì chúng ta sẽ tới với bài thứ ba, bắt đầu khó hơn các bạn ha. Đi. Ok, và bài thứ ba này nó sẽ là negative handstand push up. Negative tức là sao các bạn? Negative tức là bạn sẽ xuống thật chậm và có kiểm soát, càng chậm càng tốt. Khi bạn chưa thực hiện được bất kỳ động tác nào, bạn chỉ cần tập negative thì qua thời gian bạn sẽ có đủ sức mạnh để bạn có thể tập được cái động tác đó. Ok, và mục tiêu của mình khi tập negative handstand push up này là bạn sẽ quay bụng của mình vào tường. Ok, không dựa lưng vào tường nha các bạn, quay bụng của mình vào tường và thực hiện xuống chậm, xuống chậm từ 4 tới 6 giây cho mỗi rep là ok. Nó giống như vậy các bạn nha. Đây mình có bức tường vậy, bạn không có handstand kiểu dây nha các bạn, mình không có handstand kiểu dây được chưa. Tại vì sao? Tại vì nếu bạn thực hiện kiểu này thì lưng bạn sẽ võng mà không giữ được hold rock và nó sẽ hại khớp vai của bạn. Tại vì khi bạn xuống bạn phải bè cái cùi chỏ ra thì không tốt. Mình khuyên các bạn là dựa bụng vào tường như vậy. Ok, rồi bạn thực hiện bước sát người vô chưa. Sau đó bạn hold rock và xuống thật chậm nè, 4 đến 6 giây, mình kiểm soát càng chậm càng tốt các bạn ha. Xuống 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 và xuống. Ok, cái cách xuống của mình là mình xuống nguyên một bên như vậy. Bạn không đổ, bạn nhớ kiểm soát thật tốt. Tại vì nếu như bạn kiểm soát không tốt, bạn có thể té chuối về phía trước thì nó sẽ không an toàn. Các bạn hãy nhớ tập an toàn. Và kỹ thuật té thì mình đã chia sẻ trong cái clip hướng dẫn tập handstand, các bạn xem lại. Mình sẽ làm lại thêm một rep nữa cho các bạn xem ha. Đây. Cách bắt đầu thì từ ngoài bước vào. Dạ. Giữ thẳng chân, hold rock. Sau đó đổ người tới phía trước, xuống, chậm, 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 chậm. Và giữ đây luôn cũng được, giữ. Ok, xuống. Là được. Thì bài này nó sẽ rất là khó. Ở cái việc bạn sẽ cảm thấy sợ, bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi mà xuống thật chậm như vậy. Nếu bạn cảm thấy chưa ổn, hãy quay lại elevated 5 push up. Tới khi nào bạn làm được từ 15 rep cho 3-5 set là ok. Rồi, cái yếu tố thứ hai khi bạn tập negative tức là hơi thở. Hơi thở nó sẽ hơi ngược lại so với bình thường bạn hay tập. Khi bạn xuống, trước khi xuống các bạn hít một hơi thật sâu, các bạn vừa xuống chậm bạn vừa thở đều ra là ok. Đếm trong miệng 1, 2, 3, 4, 5, 6 là xong một rep. Ok, thì đây là bài thứ ba bạn nên tập. Nó sẽ giúp bạn xây dựng sức mạnh để bạn có thể lên được cái level của bài tiếp theo các bạn ha. Go. Ok, và bài thứ tư nó sẽ là bài giống vậy các bạn.
chỉ cần nâng chân lên và đẩy lên handstand push up. Cái này nó giống như là nửa rep thôi các bạn ha. Bạn sẽ thấy là mình không có thực hiện toàn bộ một rep khi đó dòng chuối hoàn chỉnh, mà mình chỉ làm nửa rep thôi, mình sẽ nâng chân lên. Và rất là nhiều bạn khi tới cái level này bạn sẽ thấy bị kẹt, tại vì bạn không có nâng chân lên được. Thì mình sẽ giúp các bạn bằng cách là mình sẽ tập thêm một cái bài bổ trợ sau đây. Thì bài này rất đơn giản rồi nha. Bạn lấy một cái tấm thảm hoặc là lấy cái gì để đỡ đầu mình á, gọi là lấy cái đỡ đầu vô tường và tập bài này các bạn. Mình sẽ chống đầu luôn, tập đầu đất các bạn, đầu đất ha. Sau đó hai tay mình chống như này, sau đó bạn sau đó bạn vô như five push up vậy. Này chống chân chưa, sau đó nâng lên, tập nâng lên xuống, nâng thì bài này nó sẽ bổ trợ cho phần lưng dưới của các bạn, để lưng dưới của các bạn nó có đủ sức mạnh để khi bạn kết hợp với five push up bạn có thể nâng lên được. Mà chắc chắn là khi bạn học được handstand ở cái clip handstand của mình hướng dẫn á, thì bạn đá lên bạn sẽ giữ được thăng bằng một xíu các bạn ha. Nếu bạn chưa giữ thăng bằng được, tiếp tục tập handstand mỗi ngày không sao cả. Thì để thực hiện được cái level này, mình nhắc lại, bạn cần hai yếu tố. Một, bạn có thể giữ được handstand. Hai, bạn hãy tập cái bài bổ trợ vừa rồi. Thì khi bạn đã kết hợp, khi bạn đã ngon lành á, bạn kết hợp lại nó sẽ giống như vậy. Hoàn chỉnh các bạn ha. Ok. Và một cái tip nhỏ, một cái bí kíp nhỏ cho các bạn khi tập bài này là gì? Là khi bạn xuống, cái vai của bạn á đừng vượt quá cùi chỏ. Tại vì khi bạn bạn có người nè, bạn gặp người quá vậy nè. Gặp người quá như vậy, giống như five push up như vậy. Thì có thể bạn sẽ không đủ sức để đẩy lên. Hãy nhớ vai với cùi chỏ của mình. Vai á chỉ cần gần tới cùi chỏ bạn đẩy lên thôi, tại vì cái này nó vẫn chưa là cái hít đất trồng chuối hoàn chỉnh các bạn. Mình tập cái bước này để làm bước đệm cho bài tiếp theo nữa các bạn ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới bài cuối cùng. Bài cuối cùng này sau khi bạn làm được ngon lành thì cái hít đất trồng chuối nó sẽ không còn là một thứ quá xa vời với các bạn nữa ha. Đây chính là bài mình kết hợp giữa negative handstand push up và bài bent arm press to handstand các bạn ha. Thì đầu tiên bạn sẽ bent arm press to handstand, sau đó bạn xuống thật chậm, vừa xuống chậm vừa giữ được thăng bằng. Thì cái bài này rất là khó, thế nên đó là do tại sao mà đó là bài cuối cùng của bạn, cũng như là bài giúp bạn unlock. Nó sẽ giống được, nó sẽ là giống vậy các bạn. Bài nó sẽ giống vậy các bạn ha. Đầu tiên đó chính là bạn sẽ cong tay press to handstand, sau đó bạn xuống chậm 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 chậm. Ok, các bạn có thể thấy là mình rớt cái chân. Qua thời gian, nếu bạn có cái lưng dưới khỏe cũng như là hô rót tốt và cảm nhận thăng bằng tốt thì cái bài này nó sẽ giống như vậy các bạn. Vậy mới đúng ha, full nè. Đầu tiên cong tay đẩy lên handstand, sau đó xuống tập chậm này, xuống chậm 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 lại, giữ lại đây đó là xong một rep. Bạn chỉ cần làm y chang thôi. Và qua thời gian, khi bạn kết hợp giữa hai yếu tố sức mạnh của cơ vai và sự thăng bằng của toàn bộ cơ thể, bạn sẽ có thể làm được hít đất trồng chuối. Thì bản thân mình vẫn cảm thấy là mình chưa hoàn thiện được bản thân mình là vẫn phải tập này. Nhưng mà không sao bạn, đây là một quá trình tập thú vị và bạn hãy tận hưởng cái hành trình này các bạn ha. Nếu trong quá trình tập luyện bạn vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào nữa, đừng ngại comment trực tiếp ở phía dưới clip này hoặc inbox cho mình qua fanpage Làng Hoa Workout, mình sẽ trả lời cho các bạn. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và truyền cảm hứng cho người khác. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.